Chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Mỹ ở California. Hôm nay là số đặc biệt nha mọi người, có chồng Duyên xuất hiện ở trong video. Hôm nay nhân dịp thèm phở mọi người ơi, vợ chồng Duyên muốn làm một cái video ăn đua nha mọi người. Cái tô phở này là gấp đôi cái bánh của tô phở lớn bình thường luôn. Và không những ăn phở mà ăn thêm hai miếng dưa hấu to bự chản nữa nha mọi người. Thử là ai thắng trước, ai ăn trước rửa đống chén. Bởi vì để chuẩn bị cho cái video này á là Duyên xài rất là nhiều chén luôn mọi người. Bây giờ cái sink á bị nó đầy tràn luôn rồi. Thôi là đi rửa chén thấy bà luôn nha. Đây là trà hoa cúc nha mọi người, trà bông cúc rất là ngon luôn. Bây giờ thì hãy bắt đầu cuộc chiến thôi. Are you ready? Yeah. Mọi người ơi, chồng Duyên nói là đàn bà sức yếu nên chắc Duyên ăn trước 1 phút nha mọi người. Giờ Duyên sẽ bấm trước nha mọi người nha. Thì here we go. Alright. Wow. Ê, lần đầu tiên là Duyên ăn nhiều bánh rồi luôn mọi người. Bình thường Duyên ăn có nửa tô, hôm nay Duyên ăn 2 tô bánh. Hey, I'm ready. Wait. One minute. Trời ơi, Duyên tưởng không cần ăn thích nha mọi người. Chồng Duyên nói hết hết sức luôn. Giờ là chết luôn rồi. Mấy sụt nó ngủ rồi mọi người. Can I not drink the soup, please? Come on. Đã lừa được thành công. Chị nói gì no quá, nhưng xin chồng đi. Phải hấp sức được không? Ừ rồi. You're right. Are you full? Trời ơi này kìa. Thử chơi ngu lận thôi, không chơi nữa nha. Cái bụng. Thắng một lần trong nẻ nha.
được phước. Làm gì cũng nói kiếm bụng mà mà tự nhiên mình nó giả nhưng đang đánh lộn trong đó đi. Wife on a competition. I'm gonna wash dishes for the whole week. I lost. I'm gonna wash dishes for the whole week. Mọi người đã nghe rồi. Chồng đi nói là chịu thua rồi và sẽ rửa chén cho nguyên một tuần nha mọi người nha. Bởi vì bình thường của mình như rửa la hoài luôn không rửa. Bây giờ có lý do để rửa chén. Good. Thank you everyone for finishing the video. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video của vợ chồng Duyên lần này nha. Và mọi người, do chồng Duyên đang đau lắm cho nên là mọi người nhớ xoa dịu nỗi đau đó nha. Mọi người bấm like, share và mọi người để lại bình luận, comment ở bên dưới, cũng như là nhấn nút đăng ký nếu mọi người chưa đăng ký kênh của Duyên nha. Và cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Hẹn mọi người ở video tiếp theo. Thank you. Bye bye. Bye bye.